Chân dung cuộc sống xin chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng trên khu văn hóa Thiên Mã, thành phố Quảng Ngãi. Và đây là khuôn viên trước nhà trưng bày tranh tượng sành sứa cổ đá mỹ nghệ, hiện vật quý hiếm. Và trước mặt các bạn đây là những cối xay đá, một công cụ sản xuất của người dân Việt Nam. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Mình chưa từng thấy nhiều cối xay đá như vậy bây giờ. Hay các bạn xem, rất nhiều. Ở đây có khoảng 1.000 cối xay đá các bạn. Một con công cụ sản xuất của người dân Việt Nam. Đây, cối xay đá chủ yếu để xay bột các bạn. Xay bột gạo, bột nếp để làm bánh, làm bún. Trước kia người dân chúng ta thường lấy cối xay đá này sau khi ngâm gạo và xay để làm bột bánh các bạn. Là một bánh xèo. Một ngàn cái cối xay đá, quá nhiều. Ở đây 4 hàng rồi. Ở đây 4 hàng và mỗi hàng là 4 hàng. Và một chồng như thế này là 3 cái. Tất cả những cối xay đá đều ở đây đều bằng đá mà. Rất nhiều loại, lớn có, nhỏ có, vừa có. Những cối xay đá này nằm ở trong khuôn viên của nhà trưng bày tạm thời khu văn hóa Thiên Mã, thành phố Quảng Ngãi. Rất nhiều, đủ loại cối xay lớn, nhỏ, nhỏ, vừa. Có những cái rất lớn các bạn, đây, cái này rất lớn. Một lượng khủng những cối xay đá. Đây có mấy cái cối xay rất lớn các bạn. Rất nhiều và rất nhiều.
bên đây nữa. Mình sẽ quay cận cảnh một cái con sara cho các bạn xem. Đây. Cối sơ đá gồm có hai phần các bạn. Đây là phần dưới này, là phần trên này. Đây là một công cụ sản xuất của người dân Việt Nam. Cối sơ đá chủ yếu là dùng để xay bột các bạn, xay bột gạo. Đây là phần trên của cối sơ đá. Sau khi người ta đổ ngâm gạo sẽ đổ vô đây. Ngâm gạo vào trong cái ấy và vớt ra khô. Ráo hết gạo đổ sơ đây và bắt đầu họ xay các bạn. Họ xay như thế này. Và gạo sẽ bị nghiền nát ngang các bạn và chảy thành bột. Chảy ra cái đây. Người ta sẽ ứng vào đây. Và sau đó họ sẽ làm bánh các bạn. Đây là phần trên của đáy, có hai cái lỗ để họ xỏ ấy cho họ quay các bạn. Đây là phần dưới. Phần dưới là họ làm bằng những cái rãnh để nghiền nát gạo các bạn, nghiền nát gạo để thành bột các bạn. 1.000 cối xe đá tại khu văn hóa Thiên Mã, khuôn viên của nhà trưng bày tạm thời. Nếu các bạn là người thích khám phá về những cối xay đá cổ của người Việt Nam chúng ta thì hãy đến khu văn hóa Thiên Mã trên đỉnh núi Thiên Mã, thành phố Quảng Ngãi để tận cảnh được xem và chiêm ngưỡng những cối xay đá này.